Ôi, xin chào các bác. Lâu quá rồi. Hôm nay mày có cái clip, mới có clip phải làm các bác. Vì em đợt này em nghèo quá. Tết nhất rồi xong là ra Tết nghèo quá, đợt này mới lại thứ hai không biết mua cái gì để review cho các bác. Các bác xem kênh nhé, có yêu cầu em mua toàn sản phẩm đắt tiền, em không có tiền em mua. Đó. Thế đợt này cũng sang thời gian dịch thì em phải nói các bác là em cũng kinh doanh. Em cũng làm kinh doanh, dịch thì đợt này đang bị bắt đóng cửa rồi, chả biết gì làm, toàn ở nhà thôi. Em làm thuê rồi mà. Thế nên là cũng lên trên mạng la liếm xem có cái gì không, thì sở thích đam mê vẫn là máy chơi game đúng không? Thì em có lên Samsung Market và lên em có tìm được cái này này. Đó, thì em phải bóc hộp được cái này em mua trên Market và lên. Ship COD thôi, bóc hộp thì cụ thể đây là một chiếc máy PS Vita. PS Vita bác nhá, mà em mua rất là rẻ thôi. 128GB mà PS Vita bản 2K ấy, mà em mua có giá tầm 2 triệu, trên 2 triệu đấy, bật mí nhỏ nhỏ vậy, nó cụ thể bao nhiêu thì không rõ. Nhưng mà nếu mà em nói ở trên giá cụ thể thì các bác chắc phải ngất ý, bởi vì rẻ lắm. Ở trên mạng các vị ấy bán phải tầm 3 triệu mà em mua rất là rẻ, bởi vì em tìm được ở trên có một cái bạn hình như là bạn ấy chán chơi bạn bán lại. Đó, thì cụ thể thế thôi, còn chi tiết bạn ấy như nào thì tất nhiên em không thể chia sẻ được, với em mua cho bác cái wallet nha. Đó, mà các bác hỏi link em thì em chịu nhé, không phải mua trên Shopee đâu, nên không có link. Bởi vì chỉ có một sản phẩm em mua thôi, săn thôi. Đó, lên mấy bác lên mấy cái nhóm như là hội kinh doanh máy PS, PS3, PS4, PS5 hay là hội Nino Switch các thứ thì các bác la liếm trên cái hội này kiểu gì thì đúng không rẻ. Mà cả mà kiếm một chút nữa là sẽ rẻ thôi. Đấy nha, thì cụ thể em về đây thì em bóc hộp rồi. Đây, bác cái đóng gói đó cẩn thận như này này. Đó, trong cái bọc này này. Đây. Đấy, thì em nói là thì cái sản phẩm này em mua là không có sạc mà chỉ có máy không thôi, mà giá rất là rẻ đây. Đó, một chiếc PS Vita nhá. Thì em bóc rồi, em bóc kiểm tra rồi, bởi vì em phải CD phải kiểm tra ok không thì em thanh toán đúng không? Đó. Nhéo đây, đó thì các bác nhìn nhá. Này, một chiếc PS Vita 2000 chuẩn chưa? Đó, có nhìn không? PS Vita 2000 em có tìm hiểu qua mạng rồi thì em mua chuẩn đấy. Chuẩn PS Vita 2000 nhá, với điều đặc biệt đây này. Thì chiếc máy này là 2 full và có thể nhớ lên đến 128GB cơ. Này. Đó, các bác nhìn đâu, thẻ Samsung xịn 128GB này. Đó nha. Và giới thiệu sơ qua về PS Vita như này thì hiện tại bây giờ tất cả mọi người, em phải nói là những bác nào mà chưa biết, bởi vì là có nhiều bác này thắc mắc là tại sao máy mới mà máy cũ tại sao 2 triệu đắt thế. Thế em phải nói là đây là sản phẩm máy chơi game của hãng Sony, có tên là PS Vita nhá, sản phẩm chơi game cầm tay chuyên nghiệp, chứ không phải giống như một số cái máy kiểu như là MP5 hay là máy nhái của Trung Quốc đâu. Máy nhái Trung Quốc thì mua ở trên mạng hay là mua mới hay mua trên Shopee ấy, thì em có mua mấy lần rồi, chỉ vài trăm nghìn thôi đã được máy mới rồi, nhưng chơi thì không bao giờ có thể bằng những cái chiếc máy như này được. Thì đây là thế hệ máy chơi game cầm tay thứ tư của một Sony, thì thứ năm ấy. Thì trước đấy ấy, Sony có ra máy chơi game cầm tay là PSP. Thì em đã có một cái PSP 2000 mà mấy hôm nữa mà em tìm được con nào rẻ tiền em mới mua lại và em review cho các bác về PSP sau. Thì PSP gồm có PSP 1000 này, 2000 rồi 3000 rồi đến PSP Go, rồi sau đó đến PSP E1000 là đời cuối cùng, và sau đó người ta ra cái PSP Vita này. Thì cái này là cái bản nâng cấp của PSP và game sẽ là riêng. Những cái điều đặc biệt là Sony đã bị thất bại sản phẩm này, khi PSP thì rất là nổi tiếng, rất là nhiều người chơi và bán doanh số rất chạy, thì PS Vita rất là kém, bởi vì nó không thể nào cạnh tranh được với cả những cái sản phẩm của Nintendo như là Nintendo 3DS rồi New 3DS, New 2DS. Những cái sản phẩm đấy thì nó mọi người số lượng bán ra rất là nhiều bởi vì game nó rất là hay đối với game tay, còn Sony thì rất là kém. Em được biết là như vậy. Thì bây giờ là Nintendo ra những Nintendo Switch Lite mà em từng mua rồi, chơi game rất là đỉnh rồi, có hình ngang với hình đồ họa ngang PS4 cơ. Mà cái sản phẩm PS Vita này thì nó là sự thất bại vô cùng đau đớn của Sony ấy. Thì em không quan tâm lắm đâu, mà thấy nó rẻ em mua thôi. Thì sản phẩm này là 2000 nhé. Sau cái đời này, trước đời này là đời 1000. Đó, sau đó đến 2000 thì đây là sản phẩm 2000 này. Đó thì 2000 nó khác 1000 là một cái ấy. Là cái 2000 nó to và dày hơn. Cái này còn được gọi là Vita Slim ấy, là mỏng hơn, nó nhẹ hơn. Đó, các bác nhìn thấy nhá, 2000 nó như này. Đó, bò tròn là 2000, nó không có phiên bản 4G, nên không lắp được SIM ấy. Thì về thiết kế của nó giống 1000 thôi. Ở trên này có hai nút RL này. Đây, hai nút hai bên. L và nút R, nút L nhá. Đây, phim nguồn này, đèn báo này. Đây, đó, và phía này có phía để lắp băng game. Thì khi những cái máy chơi game thông thường của Vita ấy, thì chúng ta phải mua băng game. Nó cũng giống như thế này này. Đó, băng game nó y như này. Chứ không, ở đây không phải là cái thẻ SD đâu nhé, mà đây là cái dạng là thẻ SD2 Vita Pro ấy, hay là cái băng game nó giống như này. Nhưng mà máy được hack rồi thì nó có adapter và chúng ta lắp thẻ micro SD ở đây để chúng ta cài game được. Đó, còn nếu mà máy không hack ấy thì là cái bài để cắm băng game. Còn cái thẻ nhớ của PS Vita ấy thì là nó lắp ở dưới này cơ. Đó, nó lắp cái thẻ nhớ, đây không phải là thẻ nhớ micro SD đâu nhé, mà đây là cái dạng thẻ nhớ của Vita, thẻ nhớ riêng ấy, thẻ nhớ của Sony ấy. Đó, Sony rất đặc biệt như vậy. Và cái sản phẩm 2000 ấy thì nó sẽ sạc vào micro USB ở đây.
chứ không phải chân sạc của 1.000, nó ra riêng không liên quan đến máy nào cả. Đó, 2.000 là micro USB đây. Ở đây cộng 3.5 nhá. Phía trên này tiếp này có phím volume này. Đó, ấn rất sướng luôn. Có cũ hơn mấy nữa thì hàng xu chơi game chuyên nghiệp nó vẫn ấn vẫn sướng. Đó, các bạn nhìn nhá. Còn phía đằng sau này thì nó sẽ có camera này, và đây sẽ là một cái mặt kiểu đề tab giống như kiểu cảm ứng ở trên máy laptop ấy. Đó là cái này là cảm ứng ở trong một số game là chơi được chức năng. Ở trên này. Đó. Nha. Thì máy MP Vita 2000 sơ qua như vậy thôi. Để em nói cho các bác nào mà chưa hiểu về máy chơi game cầm tay của Sony là như thế. Đấy, vì sao mà em phải mua cũ với mức giá là tầm 2 triệu phải mua cũ đúng không? 2 triệu vẫn là rẻ nhá, nhiều nơi bán 3 triệu đấy. Thì bây giờ em sẽ mở hộp mở lên cho các bác xem nha. Đó, thì em mua cái sản phẩm này giá hơn 2 triệu trên marketplace của Facebook ấy. Thế nên là bác nào mà mua, bác nào mà muốn mua máy chơi game ở trên PS Vita hay PSP thì các bác có lên trên đấy. Còn bác nào không biết mua thì cứ bác nào mà không biết mua thì cứ có thể liên hệ em mua dùm cho được. Đó, thì em mua toàn được hàng rẻ, thì em săn với em mà cả được hàng rẻ này. Thì em phải rất là cảm ơn các bác bán cho em, bởi vì bác bán cho em rẻ quá để em lại ghi cho các bác mọi người xem. Đó. Đây nhá. Thì cái sản phẩm này ấy, các bác mua về mà các bác để xem có đã hack hay chưa ấy, thì nó đơn giản thôi. Đó, ngay vào ngay cái phần cài đặt này. Đây là nếu mà đã hack rồi ấy, thì ở ngay cái phần cài đặt này nó sẽ có cái phần là Henkaku setting ở đây. Thì chỉ có máy hack thì nó mới cài cái này thôi nhé. Còn máy chưa hack thì nó không cài được cái này đâu. Đó, và hack và không hack là như thế nào, nó khác nhau như nào thì hack ấy. Thì rất là đơn giản thôi, là chúng ta có thể vào cái chợ của nó để chúng ta tải game được và không mất tiền mua game. Còn không hack thì bắt buộc là chúng ta phải mua game thôi. Đó, ở đây thì các bác bán, các bạn bán cho em, các bạn cài một số game ví dụ như là God of War hay là FIFA hay là Mortal Kombat hay là cái giả lập của PSP này. Đó, thì cái này có thể chưa được giả lập của PSP đấy. Đó, ok, nó sẽ văng ra làm hai lần vào thì phải. Đó. Thì em có tìm hiểu qua về sản phẩm rồi, ngày xưa bạn em có, em đã trải nghiệm qua rồi. Thì bây giờ em mua rẻ quá thì em phải review cho các bác thôi. Đó, y một máy PSP chưa? Đó, cũng giả lập được bình thường. Đó. Đấy. Mặc dù là màn hình của sản phẩm này thì nó là cao cấp hơn mình của PSP rồi, thế nên là khi mà chúng ta cài giả lập PSP ở đây thì màn hình nó to hơn và nó sẽ bị vỡ vỡ một chút này. Nhìn hơi khó chịu, nếu các bác nào đang sử dụng smartphone ấy thì nhìn vào màn hình này chúng ta thấy cảm thấy hơi khó chịu. Bởi vì nó hơi vỡ một chút, độ giải không cao mà. Đó. Đó, có cài một số game đây rồi. Đấy. Có cài một số game của PSP ở đây, có nghĩa là máy này chơi được giả lập. Ok. Đó, thì khi mà cài giả lập cài hack rồi ấy, thì nó có một cái chợ ứng dụng này, PKG này. Thì vào đây là có thể download được game của PSP miễn phí. Và thì lúc nãy là em có bóc ra, em kết nối wifi rồi. Thế nên là bây giờ em chỉ để vào hộp để tượng trưng thôi, đúng không? Đó, thì các bác xem nhá. Thì ví dụ như trên này game này, bộ nhớ của sản phẩm này là 128GB. Thật ra là bây giờ nó còn chống hơn 100GB cơ, bởi vì cài một số game rồi nó tương đối là nhẹ. Bởi vì game của sản phẩm này em thấy cao nhất đây này. Thì vào cái chợ này để ở trạng thái là size nhé. Đây. Size thì cao nhất là có 3GB, 3.32GB thôi. Đó, thì 128GB là cài tương đối là nhiều game ấy. Đúng không? Đó, thì khi máy hack này nó sẽ có cái chợ này đào game nhá. Muốn game nào thì chúng ta cài thôi, ví dụ Fantasy này. Ấn nó install này. Đấy, ấn on để chọn nhé. Đó, thì khi nào vào cái này là ok này. Đó, thì ấn thoát ra xem đào này. Đây, nó sẽ đào game rồi nhá. Đó, hơn 3GB này. Đây, thì mạng em hơi chậm. Đó, không ai gì đâu. Đó, nó đang đào nhá. Chắc là khoảng 1K trên giây. Cái máy chủ của cái chợ ứng dụng hack của PSP, PS Vita này cũng khá là tốt. Đó, thì cũng đầy đủ ở đây. Đó, mình xem là cái YouTube này. Đó, có cái YouTube này xem thử nào. Đó, có cái YouTube ở đây này. Đó, thì sản phẩm này, cái sản phẩm PS Vita ra mắt vào tầm, em nhớ không nhầm, nó không phải tầm 5-6 năm rồi ấy. Thì thời gian đấy, ông không vào xem được, máy chủ có cái nối này. Thì chưa, không xem được YouTube đâu, có cài gọi là có thôi. Đó, thì bỏ qua đi, xem YouTube trên nền tảng sớm hơn. Bởi vì là nó ra mắt cái đây 5-6 năm rồi ấy, thì cái màn hình độ phân giải của nó cũng ở trạng thái bình thường thôi, không phải là đẹp, đúng không? Các bạn nhìn đây không phải là xuất sắc đâu, nó cũng bình thường thôi, không phải đẹp. Đó, thì màn hình cảm ứng thì cũng là cảm ứng đa điểm rồi. Đây nó có cái hình như là test cảm ứng Welcome Pack. Đó. Chợ đây là chợ mất tiền này. Chúng ta có thể tiến dụng một cái tài khoản PSN thì chúng ta có thể vào đây chúng ta mua game được. Đó, nhưng bây giờ đã hack rồi thì chúng ta hoàn toàn vào download game miễn phí rồi, không mất tiền mua. Đó, PKG ở đây rất là sướng luôn. Ok nhá, các bác chờ một chút em sẽ download một số game và em trải nghiệm thử nhá. Em đã download được một số game rất là lâu, cái này download chậm lắm.
Em có đào được một số siêu phẩm này. Đó, thì có ăn Webot. Đó. Một game gọi là siêu phẩm đúng không? Đây thì có Ninja Gaiden này. À, bản 1 và bản 2. Đó, thì em chơi cái game gì ạ? Game Uncharted. Game Uncharted này thì em đã chơi ở trên máy PS3 và chơi full bộ 3 series Uncharted 1 2 3 ở trên máy PS3 và có full đánh tiếng Việt em rất là thích, thì ở trên máy PSP máy Vita này em thấy có em nào về nhá. Đó, thì em vào thử xem đồ họa của nó như nào các bác nhá. Đó. Đây. Các bạn nhìn thấy nhá, mà rất là dễ, chỉ việc lên trên đấy đào game mà chơi thôi. Đó. Rất là dễ đúng không? Đó. Xem rồi nào. Này, bật tiếng âm thanh lên rồi. Hết cơ âm thanh lên. Đó. Đây là những đồ họa nó đây. Thì nghe nói là cái PS Vita 1000 ấy thì có màn hình Super AMOLED thì màn hình nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà nhược điểm là cái màn hình nó sẽ dễ bị hỏng. Thì thằng bạn em nó có cái PS Vita 1000 thì em phải công nhận là ngày trước em cầm vào thì màn hình rất là đẹp. Còn sản phẩm này thì màn hình em thấy cũng bình thường thôi. Không phải là đẹp. À, âm thanh rất là sống động nha. Thì hai bên này nó sẽ là hai bên loa đấy. Đó, hai bên loa này. Wow, ok, chạm màn hình. Đó, cảm ứng rất là nhạy như một chiếc smartphone bình thường thôi. À, chúng ta dễ thôi nhỉ. Ô, âm thanh quen thuộc của Uncharted này. Đó, đây các bác nào yêu game Uncharted này các bác biết luôn. Nghe âm thanh rất là sướng luôn. Ok, lưu bài. Ok. À. Game này chơi rất là hay. Game này là mình sẽ nhập vai vào cái anh chàng Black này, mình sẽ đi tìm kho báu theo cốt truyện đấy. Nó cũng đại loại giống như là Tomb Raider ấy, nhưng mà đây là sản phẩm độc quyền trên hệ máy Sony PlayStation, cái này chơi hay hơn là Tomb Raider. À, đây là phim, thôi bỏ qua phim đi nhỉ. À, không bỏ qua nào. À đây, chờ một chút bỏ qua đây. À, bỏ qua chơi thử xem nào. À, hai cần analog ở hai bên, cần analog này thì không ấn được xuống nha, nó không có L3 và R3 đâu. À, mình vẫn này. Đó, các bạn nhìn đồ họa nha, cũng tương đối là ok đúng không? À, một chiếc máy chơi game cầm tay chỉ có ở những thương hiệu ví dụ như là Sony hay là Nintendo thì mới có cái đồ họa máy chơi game cầm tay được như này thôi. Chứ máy của Trung Quốc chỉ giả lập, bây giờ hiện tại chơi ngon lắm thì mới chơi được đến cái Boy hoặc là PS1 thì nhưng vẫn giật lắm. PS1 thì đâu có thể được đồ họa như này đâu. Đó. Em đã mua cái máy chứ à lật lật đi để nhảy à. À. Máy Nintendo Switch thì em chơi game đồ họa nó ngang PS4 nên thành ra chơi cái máy này thì đồ họa của cái máy này chỉ ở cái mức độ kém thôi, không thể bằng cái Nintendo Switch được. Nhưng mà thế là rẻ mua được các bác nhé. Đấy, đồ họa này. Ok chưa? Đó. Đó, thì sơ sơ vậy thôi. Bây giờ em phải chơi cái game FIFA xem nào nhé. Tại vì là nhiều bác thì thích chơi PES của PlayStation. Mà cái máy Vita này lại không có PES. Một cái điều khá đi, em phải chơi thử FIFA cho độ họa bóng đá sẽ là như thế nào. Đó. Các nút là lốc, các nút rất là sướng này. Nút này thì theo cảm giác bấm của em thì nó không phải nút cao su. Chỉ có cái này này. Cái này là khả năng là cao su này. Bấm độ này nó sẽ khác, con này là ở cái dạng là miếng nhôm bật chứ không phải là nút cao su. Có đèn cao su nhưng mà có viết có cái này này này. Đây mới là cao su này. Êm hơn nhiều. FIFA 2015 thì em có tìm cái bản mới nhất là bản 2015 thôi. Thế là cái máy này đã khá lâu rồi, năm 66 năm. À, đúng rồi, đá bóng khá đẹp nhé. Manchester thì phải. Đây là hình em đang tập. Đây là đang mình đang tập thôi, cái chưa đá. Khá là ổn.
Và game là dễ, rất là mượt, nên những cái máy này chơi game vô cùng là mượt, nó không hề mà giật lag một tí nào đâu. Ồ, có Minecraft này. Cài được Street Fighter X Tekken. Đó, rất là nhiều game khủng nha. Thế game này toàn cái đẹp thế này. Đó, toàn cái đẹp mặc bikini này các bạn này. Đó. Điệp Evil. Rất rẻ, giá tầm 2 triệu, bộ như trong 128GB, PSP Vita 2000. Đó. Ok nhá, chắc là em chỉ chơi qua cái game này để xem như nào thôi. Đó. Chứ còn để nói về cái máy này thì rất là nhiều game khủng rồi. Bác nào mà có thiện chí mà cần mua ấy thì em sẽ mua dùng. Và nếu các bác tương tác với kênh của em nhiều ấy, nhiều khi em làm chương trình sau này mà được sub cao cho làm một cái chương trình tặng cái máy này cho các bác nào tương tác kênh của em nhiều nhá. Có nghe sướng không? Bác nào muốn mua máy gì thì comment bên dưới để em sẽ làm video mua cái máy này cho các bác xem. Đó, thì ngày hôm nay em chỉ làm giới thiệu sơ qua về cái máy như này đơn giản thôi. Em mua với giá bao nhiêu nhỉ? Chỉ có hơn tầm 2 triệu mà 128GB PS Vita 2000 thôi nhá. Các bác đừng hỏi em là link ở đâu, bởi vì đây là em mua ở trên Mac Marketplace và em mặc cả được. Đó, thế nên là không có link đâu. Đấy nhá. Các bác xem và liên trả lời với các bác.